thì á là chiều dài của sông Hàn á là nó 5.000. Sáo đó nó không ăn cái này, chim Âu á, Âu chim để hả? Cái đợt đi cứ vòng vòng theo cá rừng xanh. Hôm qua tôi thấy chuột như là tai mà đòn tai, rất là không. Nó lạnh á, lạnh chưa lắm, mà nó đang khoảng cửa tháng 4
Thank you.